thầy cô trong chủ tọa đoàn, kính thưa các quý vị đồng nghiệp. Sau đây tôi xin phép được trình bày một cái chủ đề theo bản thân tôi thì khá là hay, đó là việc tiếp cận chẩn đoán bệnh phổi mô kẽ trong điều kiện Việt Nam của chúng ta hiện nay như thế nào. Tôi sẽ xin phép được nhắc lại qua một chút về giải phẫu phổi. Thì các anh chị biết rằng là phổi của mình có cái đơn vị tiểu thùy thứ cấp, và sau đó thì các cái tổ chức kẽ nó bao quanh các cái phân các cái tiểu thùy thứ cấp đó, và khi mà có những cái bệnh lý, các cái nguyên nhân làm cho cái tổ chức kẽ của phổi bị dày lên hoặc bị viêm vân vân, nó sẽ dẫn tới các cái hậu quả khác nhau. Và có thể nói bệnh phổi mô kẽ là được định nghĩa là một nhóm các cái rối loạn không đồng nhất, do có sự được xếp vào thành một nhóm bởi vì nó có những cái sự tương đồng về biểu hiện lâm sàng, x-quang sinh lý bệnh lý. Và cái thuật ngữ mô kẽ là để nói rằng là các cái rối loạn này bắt đầu từ khoảng kẽ. Tuy nhiên có một số bệnh lý thì nó có thể có bao gồm cả tổn thương ở phế nang và đường thở. Theo ATS năm 2013 thì bệnh phổi mô kẽ được phân loại ra thành 4 nhóm chính. Thứ nhất là cái nhóm đã có nguyên nhân rõ ràng. Nhóm thứ hai là bệnh phổi mô kẽ vô căn. Nhóm thứ ba là các cái bệnh lý u hạt như là sarcoidosis, mà mình cũng có một cái ca lâm sàng trước đây. Các cái bệnh lý hiếm gặp ví dụ như là lam, rồi bệnh tích protein phế nang. Thế thì việc chẩn đoán nó sẽ rất là quan trọng, bởi vì mỗi một nhóm bệnh lý khác nhau sẽ có các phác đồ điều trị khác nhau. Và nếu như bệnh nhân không được chẩn đoán điều trị sớm, có thể dẫn tới những cái hậu quả đáng tiếc. Ở đây tôi muốn trình bày về phân loại của bệnh, bởi vì nó sẽ, khi mà chúng ta nắm được về phân loại bệnh, chúng ta sẽ có cái thái độ phù hợp và có các cái hướng, định hướng phù hợp để làm chẩn đoán cho bệnh nhân. Thế thì đây là một cái bài mà tôi rất là muốn làm thế nào để gắn nó vào thực hành lâm sàng, cho nên chúng tôi sẽ trình bày cái phần phân loại dựa theo đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân. Ví dụ với những bệnh nhân đến với chúng ta có một cái tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, tiền sử hút thuốc lá nhiều nặng chẳng hạn, thì bệnh nhân có thể có những cái bệnh lý như là viêm phổi kẽ chóc vẩy, viêm phổi kẽ liên quan đến viêm tiểu phế quản hô hấp, rồi bệnh mô bào lăng kết hăng, bệnh sơ phổi vô căn, rồi các cái viêm phổi kẽ không đặc hiệu. Nếu như bệnh nhân chúng ta khai thác được có những cái yếu tố dịch tễ về nghề nghiệp, về môi trường, ví dụ như là công nhân mỏ than hoặc là các cái nghề liên quan đến bụi đá chẳng hạn, thì bệnh nhân có thể có những cái bệnh lý về bụi phổi, rồi các nghề nghiệp liên quan đến dị nguyên hữu cơ như là chăn nuôi, như là trồng nấm vân vân, thì có thể có những cái bệnh lý viêm phổi tăng cảm, rồi tiền sử sử dụng thuốc xạ trị, các bệnh, một số bệnh lý nhiễm trùng thì có thể dẫn tới những cái tổn thương phổi kẽ. Nếu như các bệnh nhân đến với chúng ta mà các anh chị thấy rằng là có tổn thương phổi kẽ nhưng kèm theo bệnh nhân có cả các cái tổn thương ở màng phổi, thế thì có thể liên quan đến các bệnh lý mô liên kết, hoặc là có loại nhóm bệnh lý là xơ hóa nhu mô và màng phổi. Theo cái đặc điểm diễn biến của bệnh chẳng hạn, thì các anh chị có thể thấy có một số bệnh khởi phát rất là nhanh và diễn biến xấu nhanh chóng, thì có thể liên quan đến các nhóm bệnh viêm phổi kẽ cấp tính, viêm phổi do thuốc, viêm phổi tăng cảm cấp tính, tăng bạch cầu ái qua toan cấp, viêm phổi tổ chức hóa, các cái chảy máu phế nang, rồi viêm phổi ở lupus cấp tính, viêm phổi tổ chức hóa và xơ hóa cấp, hoặc là các cái đợt bùng phát, đợt cấp của IPF. Các cái bệnh lý này sẽ có cái diễn tiến rất là nhanh và xấu, đi nhanh chóng, tiên lượng xấu. Liên quan đến bệnh lý đồng mắc, ví dụ như bệnh nhân có những cái trào ngược thực quản dạ dày, hoặc là các rối loạn nuốt, ví dụ như những bệnh nhân có tai biến, có liệt hầu họng, thì bệnh nhân có thể có những cái viêm phổi, sơ phổi do hít. Rồi trong các bệnh CTD-ILD thì cũng rất là hay đồng mắc với cả GERD, IPF cũng hay đồng mắc với GERD. Một số nhóm bệnh phổi kẽ có thể có xu hướng tái phát nếu như mình giảm liều thuốc nhanh hoặc là mình ngừng thuốc, thì có thể tái phát như là bệnh viêm phổi tổ chức hóa vô căn. Những bệnh lý phổi kẽ mà có đáp ứng tốt với các liệu pháp chống viêm hoặc ức chế miễn dịch như là viêm phổi tăng cảm, như là viêm phổi tổ chức hóa vô căn, sarcoidosis, hoặc là các cái nhóm liên quan đến bệnh mô liên kết, thì có đáp ứng tốt với liệu pháp ức chế miễn dịch. Ngược lại, nếu mà kém đáp ứng với các liệu pháp này thì chúng ta có thể cần nghĩ đến những cái bệnh như là IPF, như là NSIP có xơ hóa, hoặc là viêm phổi kẽ cấp tính. Có những nhóm bệnh thì phổi kẽ thì chỉ có tổn thương ở phổi, nhưng cứ có những nhóm bệnh thì có tổn thương ở cả những cơ quan ngoài phổi. Vì vậy cho nên nếu các bạn thấy là
tổn thương phổi chỉ giới hạn ở phổi thôi và không có cơ quan nào khác, thì có thể nghĩ tới những bệnh lý như IPF, như là các bệnh lý phổi kẽ trong thuốc lá, rồi như là COP, những cái bệnh phổi kẽ liên quan đến dị nguyên hít như là viêm phổi tăng cảm, như là bụi phổi, rồi bệnh tích protein phế nang vân vân, như là trên slide các bạn thấy, thì đó là những cái bệnh mà chỉ có tổn thương giới hạn ở phổi thôi mà không có ở ngoài cơ quan ngoài phổi. Ngược lại thì những cái bệnh mà có ngoài tổn thương ở phổi cũng có thể có cơ quan ngoài phổi khác, như là sarcoidosis có thể có ở hạch, rồi ở tổn thương ở cơ như là ca lâm sàng vừa trình bày. Các bệnh lý mô liên kết thì ngoài tổn thương ở phổi, bệnh nhân có thể có tổn thương thận, các cái tổn thương cơ, tổn thương da vân vân. Một số bệnh lý ác tính thì cũng có thể có tình trạng là di căn, hoặc là di căn theo đường bạch mạch, nó cũng sẽ có những cái dấu hiệu tổn thương kẽ ở trên phổi. Liên quan đến tuổi của bệnh nhân, vì ví dụ như IPF mà các anh chị chẩn đoán ở những bệnh nhân 30-40 tuổi thì cần phải xem lại chẩn đoán đó, bởi vì IPF thường là chỉ gặp ở những bệnh nhân cao tuổi, thường trên 60 tuổi thì chúng tôi mới nghĩ đến chẩn đoán IPF. Còn ví dụ như trong các bệnh lý như là viêm khớp dạng thấp, như là các bệnh lý mô liên kết chẳng hạn, thì tuổi có thể gặp nó ít hơn. Nhưng mà trong cái RAILD thì khi mà đã có tổn thương phổi kẽ thì thường nó cũng là bệnh nhân phải trên 60 tuổi thì mới hay gặp. Như vậy thì với cái trình bày như trên thì các anh chị thấy rằng là dù phân loại theo cách nào thì các bệnh lý phổi kẽ cũng rất là đa dạng và đều là cái thách thức trong chẩn đoán. Vậy thì với cái điều kiện của Việt Nam ta là các cái kỹ thuật không phải là đầy đủ và có những cơ sở cũng chưa thể làm được hết tất cả các kỹ thuật theo guideline của các tổ chức quốc tế, thì tôi cũng rất muốn là có thể mình có một cái sơ đồ tiếp cận như thế nào phù hợp với việc thực hành của chúng ta ở đây. Thế thì đây là một cái sơ đồ mà chúng tôi có tham khảo của các tổ chức quốc tế và chúng tôi có gọi là điều chỉnh một chút để nó phù hợp hơn với cái điều kiện thực hành của chúng ta. Khi chúng tôi có một bệnh nhân nghi ngờ có tổn thương phổi kẽ đến, có thể là ho kéo dài, có thể là khó thở, gắng sức vân vân, và một thời gian diễn biến, thì chúng tôi có thể chụp X-quang phổi và nghi ngờ có tổn thương phổi kẽ trên X-quang phổi, bệnh nhân sẽ được thực hiện một cách khám lâm sàng, khai thác tiền sử hỏi bệnh một cách rất tỉ mỉ, và chúng tôi có thể áp dụng các cái bộ câu hỏi để hỏi các bệnh nhân phổi kẽ. Bệnh nhân sẽ được chụp phim HRCT để khẳng định có chính xác là có bệnh tổn thương phổi kẽ hay không. Nếu đã được khẳng định là thực sự có tổn thương phổi kẽ thì bệnh nhân sẽ được đánh giá trước chẩn đoán và điều trị bằng các cái xét nghiệm cận lâm sàng như là đo chức năng hô hấp, đo DLCO, đo siêu âm tim để đánh giá chức năng tim, áp lực động mạch phổi, và bệnh nhân được làm cái test đi bộ 6 phút để đánh giá khả năng gắng sức. Sau đó thì khi đã khẳng định là có tổn thương phổi kẽ rồi, thì như các anh chị biết là có hơn 200 bệnh lý tổn thương phổi kẽ, vì vậy chúng ta phải chẩn đoán nguyên nhân. Chẩn đoán nguyên nhân thì chúng ta sẽ có thể làm được những cái xét nghiệm gì? Thứ nhất là các cái xét nghiệm máu. Các anh chị thấy là nếu mà các xét nghiệm máu mà chúng ta làm được có thể đó chính là các cái bi lăng viêm, bi lăng nhiễm trùng, bởi vì có rất nhiều các cái loại nhiễm trùng cũng có thể gây tổn thương phổi kẽ, ví dụ như là nhiễm PCP, ví dụ là nhiễm virus CMV vân vân thì cũng có tổn thương phổi kẽ. Rồi chúng ta sẽ làm xét nghiệm máu đánh giá về bệnh lý tự miễn, đánh giá cái tỷ lệ bạch cầu ái toan trong máu vân vân. Đó là các xét nghiệm máu mà cơ bản chúng ta có thể làm. Nội soi phế quản thì nhiều cơ sở ở Việt Nam đã làm được cái nội soi phế quản rồi, các cơ sở tuyến tỉnh cũng có nhiều bệnh viện đã làm được. Chúng ta khi mà nội soi phế quản, chúng ta có thể làm được cái gì? Thứ nhất là quan sát được đại thể của phía trong lòng đường thở. Chúng ta có thể rửa phế quản phế nang để lấy dịch ra làm xét nghiệm. Làm xét nghiệm chúng ta có thể đếm được tế bào ở trong dịch đó, xét nghiệm các bi lăng vi sinh trong dịch đó. Có thể thực hiện việc sinh thiết xuyên vách phế quản nếu như có chỉ định. Thế còn một cái biện pháp xâm lấn hơn đó là thực hiện sinh thiết. Thì trước hết là chúng ta sẽ có thể sinh thiết các mô ngoài phổi nếu có, ví dụ như là gì? Thứ nhất là ví dụ như các anh chị nghi viêm đa cơ như ca lâm sàng vừa rồi chẳng hạn, thì chúng ta có thể sinh thiết cơ. Nếu chúng ta có hạch, thấy có hạch, chúng ta có thể sinh thiết hạch. Nếu chúng ta thấy có nghi ngờ lupus thì chúng ta có thể tiến hành sinh thiết thận nếu như mà nó đơn giản hoặc là ít nguy cơ hơn là sinh thiết phổi. Tức là chúng ta sẽ chọn các cái mô ngoài phổi nghi ngờ bệnh lý để chúng ta sinh thiết. Sau khi có đầy đủ các cái bi lăng này rồi, chúng ta sẽ xem xét xem là có thể đưa ra được chẩn đoán xác định hay không.
Nếu như mọi thứ đã rõ ràng thì chúng ta bắt đầu đi vào điều trị. Còn trong trường hợp khi đã đầy đủ các xét nghiệm như trên mà cái việc chẩn đoán vẫn chưa ra vấn đề gì cả thì chúng ta sẽ xin hội chẩn đa chuyên khoa. Hội chẩn đa chuyên khoa mà các thầy sẽ bao gồm chuyên gia về chẩn đoán hình ảnh, chuyên gia về phổi, chuyên gia về cơ xương khớp, dị ứng miễn dịch, giải phẫu bệnh và tất cả các chuyên gia đầu ngành và có chuyên môn sâu về phổi kẽ sẽ hội chẩn với nhau để đưa ra quyết định xem là có thể hướng đến nguyên nhân gì không. Nếu như có thể thì chúng ta cũng bắt đầu điều trị. Còn trong trường hợp với tất cả mọi thứ đấy, với các kiến thức, với các kinh nghiệm của các chuyên gia mà cũng không đưa ra được cái chẩn đoán thì chúng ta sẽ xem xét về vấn đề sinh thiết phổi ngoại khoa nếu như bệnh nhân có chỉ định và có đủ sức khỏe để có thể thực hiện được. Thế thì khi cái bước đầu tiên là sẽ phải là cái bước mà khai thác kỹ về tiền sử, về các yếu tố nguy cơ. Ở đây tôi xin nói qua một chút, ví dụ như các cái nguồn yếu tố dị nguyên, vi sinh vật như là các bụi, nông nghiệp. Nước mình là nước nông nghiệp cho nên là cái yếu tố này rất là thường gặp. Rồi các yếu tố liên quan đến độ ẩm như là những nhà có bể bơi, có bồn nước nóng. Rồi các cái máy điều hòa nhiệt độ, các cái máy làm ẩm, đấy là các cái nguồn mà tạo ra các cái dị nguyên vi sinh vật. Thế rồi những cái cơ sở mà trồng nấm đấy, đấy là cái nguồn rất là nhiều vi sinh vật mà có thể gây các bệnh phổi tăng cảm. Rồi nuôi chim, nuôi gà rất là phổ biến đúng không ạ? Ngoài ra kể cả ở thành phố chẳng hạn thì chỉ cần là sử dụng chăn gối bằng lông vũ, đấy cũng có thể là nguồn vi sinh vật mà gây bệnh phổi tăng cảm rồi. Rồi các cái hóa chất về kim loại liên quan đến nghề nghiệp của bệnh nhân. Các cái thuốc mà gây tổn thương phổi thì chúng ta có những cái thuốc có thể gây tổn thương phổi như là isoniazid, amphotericin là cũng có là những thuốc có thể tổn thương phổi. Rồi những thuốc rất là thường gặp như là NSAID cũng là những thuốc có thể gây tổn thương phổi. Một số thuốc khác như là rituximab, bản thân nó là một thuốc có thể dùng để điều trị trong đợt cấp của viêm phổi kẽ nhưng bản thân nó cũng có thể gây tổn thương phổi kẽ. Một số loại hóa chất, rồi thuốc lợi tiểu, amiodarone, vân vân là đều có thể gây tổn thương phổi. Để tra cứu cái này thì các anh chị có thể lên trang web là Nemotox để mình tra các cái thuốc gây tổn thương phổi. Và chúng tôi có ứng dụng những cái bộ câu hỏi dành cho bệnh nhân phổi kẽ của các tổ chức quốc tế uy tín. Chúng tôi dịch ra tiếng Việt và chúng tôi sẽ hỏi bệnh nhân khi mà có nghi ngờ. Khám lâm sàng thì chúng ta biết rằng là có nhiều bệnh lý tổn thương ngoài phổi nữa, cho nên ngoài việc khám phổi kỹ thì việc khám các cái tổn thương khác là rất quan trọng. Ví dụ ở đây những bệnh nhân này có những cái tổn thương rất là đặc trưng, ví dụ như là cái ban hồng tím heliotrope gặp trong viêm da cơ, hai bệnh nhân này đều có. Rồi ví dụ như là bệnh nhân bên tay trái, các anh chị thấy là tổn thương ban hồng tím rất nặng. Rồi tổ dấu hiệu chữ V ở cổ, tức là cái vùng cổ mà có tiếp xúc với ánh sáng thì nó có cái ban rất là rõ. Đây là tổn thương da nặng ở trong viêm da cơ, hình ảnh bàn tay thợ cơ khí. Đây là những bệnh nhân thực tế của chúng tôi đã gặp ạ. Rồi các cái sẩn góc trong. Sẩn góc trong là những cái sẩn sùi màu hồng ở mặt duỗi của các khớp, ví dụ như là các khớp bàn ngón, rồi các khớp khuỷu đầu gối là các anh chị có thể gặp các cái sẩn đỏ như vậy. Bệnh nhân có thể được thực hiện sinh thiết da ở những vùng này để chẩn đoán. Hình ảnh, các anh chị quan sát kỹ bàn tay của bệnh nhân sẽ có thể thấy được những cái hình ảnh giãn mạch quanh móng. Nó biểu hiện ở giai đoạn sau khi mà giãn mạch đã qua giai đoạn giãn mạch sẽ đến giai đoạn vô mạch. Và lúc đó các anh chị thấy rằng là cái giường móng tay này rất là khô, nứt nẻ, xung quanh có thể đỏ hoặc thâm. Đó là dấu hiệu giãn mạch quanh móng và vô mạch quanh móng là những cái dấu hiệu gặp trong các bệnh lý tự miễn, bệnh lý hệ thống. HRCT trong chẩn đoán bệnh phổi kẽ là đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nó có thể nói là đóng vai trò trung tâm bởi vì nhờ vào hình ảnh HRCT hiện nay với rất là nhiều các cái nghiên cứu và định nghĩa về hình ảnh có thể đưa ra các cái hướng, định hướng chẩn đoán cho bệnh nhân. Để nói kỹ về phần này chúng ta sẽ có một bài tiếp theo sau đây liên quan đến HRCT. Cho nên là tôi xin phép là sẽ nói sơ rất là nhanh qua phần này thôi ạ. Thế thì trên HRCT thì chúng ta sẽ có các hình ảnh NSIP, hình ảnh của UIP ở trên HRCT và dựa vào đó chúng ta có thể định hướng được cái tổn thương phổi của mình thường gặp trong nhóm bệnh lý nào.
giống như cái bảng định hướng giúp chẩn đoán ở trên slide, đó là cái khuyến, trong cái khuyến cáo của ATS, Hội lồng ngực Mỹ, thì dựa vào đấy chúng ta có thể định hướng xem nó có nghĩ đến viêm phổi vô căn, sơ phổi vô căn hay không, dựa vào cái hình ảnh UIP trên HRCT và phối hợp với UIP trên mô bệnh học nếu như bệnh nhân có sinh thiết phổi. Cái phần này thì xin phép là về HRCT chúng ta sẽ nghe bài sau ạ. Cái xét nghiệm mà chúng ta có thể thực hiện không xâm lấn đấy là lấy máu làm các tự kháng thể. Hiện tại thì ví dụ ở bệnh viện của chúng tôi thì có thể làm được khá nhiều tự kháng thể. Mà cái đầu tiên mà chúng ta cần làm khi mà thực hiện sàng lọc cho ILD đó là xét nghiệm kháng thể kháng nhân. Và theo cái khuyến cáo của ATS thì kháng thể kháng nhân nên được làm bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang. Đó mới là phương pháp có cái độ nhạy cao, bởi vì khi mà sàng lọc thì mình cần dùng các phương pháp mà có độ nhạy cao để phát hiện. Và sau đó thì chúng ta sẽ có rất nhiều các kháng thể tiếp theo nếu như có nghi ngờ để có thể làm. Đây là các cái bước mình làm. Đầu tiên mình làm ANA miễn dịch huỳnh quang, anti-DSNA, rồi anti-CCP và RF. Đó là những cái rất là đơn giản mà tôi nghĩ là nhiều bệnh viện có thể làm được. Sau đó nếu như mà có nghi ngờ, vẫn có nghi ngờ, chúng ta có thể tiếp tục thực hiện các cái kháng thể tiếp theo như là anti-JO1, như là SCL70, RNP hoặc là SM. Thì đó là những cái kháng thể gặp trong viêm da cơ, viêm đa cơ, gặp trong xơ cứng bì, gặp trong các bệnh lý tự miễn phối hợp. Và nếu mà có điều kiện thì chúng ta có thể thực hiện các cái kháng thể chuyên sâu hơn. Ví dụ như là ở bệnh viện da liễu trung ương chẳng hạn, là các anh chị đã có thể thực hiện được các cái panel của viêm da cơ, viêm đa cơ rất đầy đủ. Hoặc là theo như tôi biết là trong bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã làm được rất là nhiều các cái kháng thể mà liên quan đến bệnh lý tự miễn. Đây là một số cái kháng thể mà chúng tôi có thể thực hiện được. Về nội soi phế quản thì chúng ta sẽ cần phải có một cái protocol để nội soi phế quản đạt được cái tiêu chuẩn bệnh phẩm tốt. Nó không những giúp chúng ta loại trừ các căn nguyên nhiễm khuẩn, đặc biệt là lao và nấm, bởi vì lao và nấm cũng có thể gây tổn thương phổi kẽ và có thể nhầm. Vì trên thực tế chúng tôi là đã từng gặp một bệnh nhân nữ 20 tuổi có sốt kéo dài và có tổn thương phổi kẽ. Lúc đầu cũng tất nhiên là chưa loại trừ lao, nhưng mà chúng tôi cũng nghi ngờ nhiều đến bệnh lý hệ thống. Tuy nhiên khi bệnh nhân được điều trị, được nội soi phế quản và lấy cái dịch rửa phế quản phế nang ra xét nghiệm thì cái gene expert của cái dịch đó dương tính và bệnh nhân được chẩn đoán là lao. Nếu như mà bệnh nhân có nghi luôn là IPF hoặc là có hình ảnh UIP trên HRCT thì theo khuyến cáo của Hội lồng ngực Mỹ thì họ không nội soi phế quản cho trường hợp này nữa. Còn sinh thiết xuyên vách trong nội soi phế quản thì mình có làm không? Trên thực tế ở Việt Nam mình vẫn phải làm, bởi vì mình cũng không phải là có thể sinh thiết phổi mở cho nhiều, cho tất cả các bệnh nhân được. Có thể liên quan đến kỹ thuật, có thể liên quan đến thể trạng của bệnh nhân. Vì vậy cái sinh thiết xuyên vách thì chúng ta vẫn thực hiện. Tuy nhiên thì thường cái mảnh sinh thiết xuyên vách nó hay nhỏ, do vậy cái giá trị chẩn đoán cho bệnh phổi kẽ có thể không cao. Và cái kỹ thuật rửa phế quản phế nang làm như thế nào để cho nó chuẩn, mình thu được cái dịch chuẩn thì xét nghiệm sẽ tốt hơn. Ví dụ như là cái lượng dịch phải đủ lớn, từ 100 đến 300 ml mà có thể chia làm 3-4 lần bơm dịch. Và khi mà mình hút thì phải xem cái lượng dịch mình hút ra, nếu đạt trên 30% cái lượng dịch mình bơm vào thì mới tiếp tục. Còn nếu như mà mình không hút được ra, bơm vào được mà hút ra nó không ra thì nên là dừng lại. Cái áp lực hút không quá lớn, bởi vì khi áp lực các anh chị hút quá lớn nó sẽ làm bong các cái tế bào biểu mô của đường thở và không còn là cái tế bào thực tế trong phế nang của bệnh nhân nữa. Nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Và thường là phải mang cái lượng dịch đủ lớn khoảng 10 đến 20ml để làm phân tích tế bào. Và cái việc đưa xét nghiệm thì phải thực hiện rất là nhanh để tránh làm hỏng cái dịch. Thế vậy thì dựa vào cách kết quả phân tích của BAL thì mình có thể đưa ra các khả năng chẩn đoán giống như ở trên bảng. Ví dụ mình sẽ dựa vào cái tỷ lệ bạch cầu lympho cao hay thấp, mức độ cao như thế nào, mình có thể định hướng các bệnh lý. Rồi mình có thể đếm tỷ lệ CD4 trên CD8 trong cái dịch rửa phế quản phế nang để định hướng đến có nghĩ đến sarcoidosis hay không. Rồi lượng bạch cầu ái toan ở trong dịch rửa phế quản phế nang có thể hướng đến các cái bệnh lý như là viêm phổi bạch cầu ái toan, rồi các cái phản ứng thuốc nhiễm trùng. Đó. Thế thì
Trên cái bảng này nó rất là chi tiết và nhiều, các anh chị có thể tham khảo thêm ở trong website sau hội nghị, chúng tôi sẽ đăng cái bài này lên trên đó. Và như vậy thì dựa vào tất cả những cái việc phân tích như trên, chúng tôi sẽ hy vọng là mình có thể có một cái hướng làm chẩn đoán một cách đồng bộ và tránh bỏ sót các chẩn đoán bệnh phổi kẽ cho bệnh nhân, để có thể đưa đến những cái kết quả điều trị tốt hơn cho bệnh nhân phổi kẽ. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý của các anh chị và các thầy cô ạ. Cảm ơn.